Việt Nam đã có vaccine sốt xuất huyết của hãng dược phẩm Takeda Nhật Bản tiêm cho trẻ từ 4 tuổi, được triển khai tiêm đầu tiên tại gần 200 trung tâm của hệ thống tiêm chủng VNVC, kịp thời phòng bệnh cho người dân khi mùa mưa, bão lũ trong giai đoạn cao điểm. Vaccine sốt xuất huyết của Takeda Nhật Bản có tên Wegovy được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trên thế giới từ năm 2018. Đến nay, vaccine đã được phê duyệt sử dụng rộng rãi tại hơn 40 quốc gia. Vaccine sốt xuất huyết thì là của Takeda của Nhật Bản, qua cái thử nghiệm lâm sàng ở quần thể rất lớn và cũng đã tổ chức triển khai trên 40 quốc gia, thấy rằng là vaccine sốt huyết là của Takeda là một vaccine an toàn, và cũng hy vọng rằng với có vaccine thì chúng ta sẽ giảm được một số ca mắc, hoặc là cũng có thể giảm được những ca nặng phải nhập viện, và tất nhiên giảm được hai con số đó thì chúng ta sẽ giảm được cái số tử vong. Vaccine Wegovy phòng bệnh sốt xuất huyết được nghiên cứu, phát triển và sản xuất bởi hãng vaccine và dược phẩm Takeda Nhật Bản. Vaccine Wegovy phòng bệnh sốt xuất huyết là vaccine sống giảm độc lực, được sản xuất theo công nghệ tái tổ hợp tiên tiến. Wegovy của Takeda đã được phê duyệt sử dụng tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, có hiệu quả lên đến 80% và ngăn ngừa nguy cơ nhập viện lên đến 90%. Phòng đầy đủ 4 tiếp virus gây bệnh sốt xuất huyết, có khả năng phòng tái nhiễm cho người từng mắc sốt xuất huyết. Vaccine Wegovy được chỉ định tiêm cho trẻ từ 4 tuổi trở lên và người lớn không cần sàng lọc tình trạng nhiễm sốt xuất huyết trước đó, với phát đồ tiêm 2 mũi cách nhau 3 tháng. Gần 200 trung tâm tiêm chủng VNVC hiện đại trên cả nước đã có vaccine sốt xuất huyết, sẵn sàng tiêm chủng phòng bệnh cho người dân. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 028 7102 6595 để được tư vấn